mấy chị. Đến giờ chúng mình lại gặp nhau mấy chị nha. Hello, hello mấy chị à. Hôm nay em sẽ lên gym cho mấy chị nè. Hồi trưa có nhiều chị hỏi em mới lên gym cho mấy chị không. Thì chiều tối này em lên gym luôn nha. Hello. Hello. Alo, alo. Hello, hello mấy chị nha. Hôm nay em sẽ lên gym. Nè mấy chị lấy sau em nè. Gym áo thun. Em sẽ lên gym và cả áo thun cho mấy chị dễ phối luôn ha. Hôm và em lên mắt kiến luôn mấy chị. Mắt kiến, áo thun, áo quần jean. Xinh lắm. Son luôn mấy chị ơi. Son luôn. Đây. Hello, hello chị Phan Trang nha. Mấy chị ơi, mấy chị cho em xin một nút chia sẻ, một nút chấm tương tác nha chị Phan Trang nha. Em cảm ơn chị Phan Trang nhiều nha. Cho em xin một nút chia sẻ nha mấy chị yêu. Một nút chia sẻ cho em nha. Alo mấy chị ơi, mấy chị có thấy like rõ, mờ hay là chối gì không thì cứ báo em nha. Nha. Alo, alo. Mấy chị ơi em về son à, son siêu hot trên TikTok luôn. Hello, hello chị Trang Nguyễn nha. Siêu hot luôn đúng không? Son này cực kỳ hot luôn đúng không mấy chị? Mấy chị nào trông đợi son này em ta. Son này đẹp lắm mấy chị ơi, cần tìm mẫu. Hello chị Trang Nguyễn. Ủng hộ em đi chị, ủng hộ em là ủng hộ Viên luôn. Hello, hello, hello. Hello cô Trương Tiết Thu à. Cái giày siêu luôn nha mấy chị. Dạ hôm nay em lên giày sale luôn à, hôm nay lên giày sale luôn nha. Rồi mấy chị ơi, mấy chị nhìn hộp son nè, xịn sò. Quá trời xinh luôn. Hộp son nè, cực kỳ xịn luôn, cực kỳ đang hot nha, đang có TikTok luôn luôn. Ba màu son rất là đẹp ha. Hello, hello bé Ngô Thiên Quỳnh nha em. Đây, chút chị lên son từ từ. Son nè mấy chị. Son này em có 3 màu siêu hot, rất dễ phối luôn nha. Có xe bà ú luôn luôn. Đây nha mấy chị, em sẽ lên son đầu tiên. Cái son đầu tiên là màu đỏ tươi nha. Màu đỏ tươi và có vân da mấy chị. Bây giờ nhìn rõ không ta? Đây là cái son này xịn sò lắm nha. Có vân da, nhìn bao say luôn. Và đây là màu đỏ. Ok. Mấy chị, mấy chị nhìn rõ không mấy chị? Có chói không à? Chói dữ lắm à. Chói lắm. Bây giờ chói, chói lắm. Chói mà mấy chị nhìn thấy mà. Đó. Đây mấy chị, cái vân da là rất là xịn luôn nha. Cái này là màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi rất là phù hợp cho mấy chị đi tiệc ha. Và màu đỏ nâu, đỏ cam luôn. Ba màu siêu hot. Đây là màu đỏ nâu. Vàng quá. Vậy đi. Đây là có vân da nhìn xịn sò lắm mấy chị, mấy chị nhìn nè. Ba cây son này giá có 230.000 thôi nha. Em có 3 màu. Một hộp này có 3 màu mấy chị. Màu đỏ tươi, đỏ nâu và đỏ cam. Cưng lắm mấy chị nên mua nha. Rất rất dễ phối đỏ nâu nha. Đỏ nâu rất là dễ phối đồ với mấy chị. Và một hộp thì thôi mà có 3 cây son. Cho mấy chị dễ phối ha, bởi phong cách. Và ở phía sau mình có gương luôn nha mấy chị. Sơ mi của chị ấy hết đi. Gương các bộ anh mở lên coi. Mở gương lên giùm đi. Ở phía sau có gương kèm gương luôn mấy chị. Hộp son giá 230. Chị nào thích chốt liền kèm hộp son này. Trời ơi phía sau có gương luôn. Xôi được nha mấy chị nhá. Có gương và kèm 3 hộp son và 3 cây son. Tính ra mỗi cây có 101 mấy chị ha. Hộp son giá 230. 230 nha mấy chị. Chốt liền. Ủa mỗi cây nhiêu? 230 mà nó phải 230 là mỗi cây cỡ tầm 77.000 á. 77.000 mấy chị. Con bé tính 77.000 ha. Mỗi cây có 77.000 lộn thú hụn gì á. 230.000 ba cây son nha mấy chị. Ba cây son này là bao gồm màu đỏ nâu nè. À đúng không? Đỏ nâu. Ủa, đỏ tươi, đỏ đất và cam. Rồi. Rồi chị nào thích chốt liền cho em con này nha. Hộp son giá 230. Xinh lắm mấy chị đẹp em lên mua nha. Để đi tiệc cùng đồ xịn sò sang vô cùng. Rồi. Chạy siêu nha mấy chị ơi. Cái size từ B6 đến 42 nha mấy chị. Rồi đây đây đây. Dép siêu mấy chị. Siêu dép siêu 150.000. 150.000 có size bao nhiêu nè?
36 đến 42 nha mấy chị ơi. Mấy chị, cái này á có sale từ 36 đến 42 luôn mấy chị. Đi nước đi mưa đều được nha mấy chị, không sợ hở keo ngang nó lên nhựa đúc á mấy chị ạ. À. Bao mấy chị đi mưa đi nước luôn ha. Mà lại xinh nữa mấy chị. Rất là nhẹ, êm lắm luôn, để mấy chị. Đây đây đây, xinh không? Đẹp lắm mấy chị. Sale 100 gữ à, 100 gữ tiếp đúc. Ê, chị á, lên một lần duy nhất thôi nha. Thấy à. Phiền lắm mấy chị, 100 gữ, chị nào thích chốt tiền game từ 36 đến 40 đúng không chị? Đúng rồi, 36 đến 40. 36 42. Trời ơi. Tí nào xinh xinh, túi nào xinh xinh cho chị xem túi. Chị Trang Nguyễn ơi, chị muốn xem túi là bự to hay là chị muốn đi tiệc báo em để đệ tử em lên lấy nè. Chị thích túi nào em lấy cho chị nha. Đây, form cái này. Thế nào chị? Form bự nhỏ mini hay đi tiệc hay là công sở gì đó chị báo em lựa túi cho chị Trang Nguyễn nha. Dép siêu chị nào chốt đi trai. Alo alo mấy chị ơi, dép siêu giá 150, chị nào thích chốt liền kem mẫu này. Mẫu này đi tiệc nước rất ô lộn, mẫu này đi mưa nha. Đi mưa rất rất là thoải mái luôn, mấy chị không có sợ hở keo nha. Dép này là dép đế đúc, nhựa đúc luôn. Nhựa đúc nha mấy chị. Êm, nhẹ, bền, 150 à. 150 đôi, thích chốt liền kem. Cái đầm em đang mặc mà, mặc kiếm này cũng đẹp lắm mấy chị. Xinh lắm. Cái dạng thể thao chị dễ phối quần, thôi áo với đầm lắm mấy chị nha. Rồi, quay cho tụi em lên đi. Dép sale 150 nha mấy chị nha. Dép sale 150, dài sale 150 lộn. Size từ 36 đến 42, 36 đến 42 ha. Rồi, qua. Mấy chị cho em xin nút ở sau kiến. Mắt kiến đẹp đâu rồi, mắt kiến đẹp ưng lắm á. Ủa đâu mất rồi, mắt kiến đẹp đâu rồi. Alo mấy chị ở đây ha, biết mắt kiến không ta? Em đi lên mắt kiến nha, mắt kiến xinh lắm mấy chị. Em chia sẻ cho mấy chị thôi chứ được số lượng cũng ít à, không có nhiều. Mắt kiến này nè, mắt kiến trắng, trời ơi. Mặt tròn ha, mặt to, mặt vuông, người cân hết cho mấy chị nhìn nè. Mắt kiến xinh không? Mắt kiến có 150 đồng mấy chị. Rất rất là xinh luôn, chị nào đang cần mắt kiến cho dịp mình đi du lịch sắp tới thì chốt liền cho em. Hello chị Hoa Dương nha. Đây chốt liền cho em con này đi mấy chị. Mặt to, tròn, bự, vuông ha, sao đó cân hết nha. Mắt kiến này cân hết nha mấy chị. Giá 150.000 mắt kiến. Chị nào thích mắt kiến chốt mắt kiến cho em nha. Mắt kiến xinh lắm, mấy chị nên mua để dành đó hả? Đi tiệc tùng sắp tới nè, hoặc là mấy chị đi du lịch nha. Chị có màu nào nữa? Em có hai màu chị Hoa dạy nha. Chị Nguyễn. Dạ, em cho đi học bộ tốt với chị ơi. Còn tháng rưỡi nữa nè. Đi chưa? Dạ, Úc đi công chuyện rồi chị Trang Nguyễn ơi. Đi học bộ tốt. Đi công chuyện rồi. Đây mấy chị, cái này là mắt kiến 150 nè, 150 chị nào thích chốt liền cho mắt kiến nha. Sau mắt kiến lên lazin nha. Đó. Mặt tròn, mặt vuông hay là mặt cái khế gì lên được hết nha mấy chị. Xinh, mắt kiến xinh lắm. Màu đen không em? Dạ không có màu đen chị Hoa dạy ơi. Không có màu đen, em có màu trắng thôi. Chị yên tâm, dễ lau chùi lắm. Dễ trà rửa lắm mấy chị. Tại đó nhựa, nhựa đúc á. Rất là dễ trà rửa sạch sẽ ha. Đây, mắt kiến màu trắng giá 2, đâu lộn với 150 mấy chị. Cực kỳ bền nha mấy chị, không sợ nước, không sợ đồ nha. 150 nha. Nói chung là con này không có keo, nó đúc nguyên khối mấy chị ạ. Đây, chị mua con này là sạch rồi nè chị. Chị Hoa dạy. Mắt kiến bánh mì tính, dạ ok à. Mắt kiến 150 ha, rất là xinh luôn, tin em. Đây. Trời ơi, số lượng ít nha mấy chị. Số lượng ít, còn có con duy nhất cuối cùng. Chị bánh mì tính lấy một con, còn con 150. Đây, tên em đi, mắt kiến này mấy chị mua về là mấy chị mê. Mắt kiến này mặt tròn, mặt vuông, mặt gì cũng mặt cũng đeo được hết trơn. Rồi, đây chị Hoa dạy. Hoa dạy có màu này đẹp nè, rất là sạch nha, rất là dễ là trà rửa như chị nha. Dép đốt dễ trà rửa lắm mà nhẹ, nhẹ lắm luôn. Rồi, em lên ghim nè. Em lên cái bụng con. Cầm túi sách đây. Mắt kiến nha. Em qua mắt kiến. Em lên kim nha, chị nào chưa hỏi em lên kim. Rồi, em lên kim đây mấy chị ơi. Kim này nha mấy chị ơi. Chị nào em hôm nay là có giày, dép, túi sách, mắt kiến, sơn môi,
5,5 nè. Về áo thun nha mấy chị. Nói chung là tất thần tật. Dạ có chị Thùng Nguyễn nha. Dạ đây mấy chị ơi, hôm nay em lên mã ghiên. Mã ghiên mã 123 yêu 82. Mã 100 120 yêu 82 nha mấy chị ơi. 120 yêu 82. Quần này jean ống ôm nha mấy chị. Jean ống ôm mà jean xanh đậm á, mấy chị dễ phối áo với quần lắm. À em có áo thun nữa, chút xíu em lên áo thun cho mấy chị lựa luôn ha. Lựa quần trước kia em nha. Mã 123 và yêu 82. 120 yêu 82 nha mấy chị ơi. 123 yêu 82. Đây đây đây. 123 yêu 82. Đây nè. Màu xanh nhá, màu xanh tin đậm mà không có rách nha mấy chị, không có rách gì hết trơn á. Xin coi dẹp thoải mái lắm, xin coi dẹp thoải mái mấy chị. Lên mua xin mặc tết được vừa vừa rồi mấy chị ơi. Đây xin, eo tháng 2, thích chốt liền kèm, kèm áo nè. Áo 100 ngàn, áo 100 ngàn đi mấy chị nào, thích áo thun giấy nè. Thun giấy mỏng nhẹ nhưng lướt thấm mồ hôi nha. Áo thun giấy 100 ngàn nha mấy chị. Áo thun 100 ngàn, thích chốt liền áo thun 100 ngàn kia nha. Có nhiều mẫu, cứ lên trên mẫu. Rồi, đây, em lên cái màu tiếp theo là màu cam. Cưng không? Chá quá ta. Mấy chị ơi, có chá không? Chị báo em biết nha. Em thấy hình nó hơi chá nè. Đó. Đây là áo thun 100 ngàn nha mấy chị. Áo thun 100 ngàn, chốt liền cho em áo thun 100 ngàn nha. Rồi áo thun 100 ngàn thích chốt liền kem. Vải là vải thun giấy mấy chị. Mỏng nhẹ rất thấm hút mồ hôi luôn nha. Rất thấm hút mồ hôi. Rồi lên tiếp. Mã 49 eo 86. Mã 49 eo 86 quần riêng nha mấy chị ơi. Quần riêng dài bên em có giá 200 ngàn nha mấy chị. Cô bà Trinh có nhà có cháu không? À có chị bây giờ rõ chứ chị cô bà Trinh thôi. Bật lại cái đồ điền ấy. Rồi bây giờ rõ chứ chị, khoan khỏi rõ nữa. Ok chưa? Đây, cái quần này là mã 49 eo 86. Mã 49 eo 86 nha mấy chị ơi. Mã 49 eo 86. Mã 49 eo 86. Jean bên em sẽ là co giãn hết cho mấy chị nha. Đi đứng thoải mái cho em. Và lưng thun mình cũng có co giãn nhẹ nha. Mã này sẽ là mã 49 mà eo 86 nha. Mã 49 eo 86 nha. 49 eo 86. Dạ ok, em cảm ơn chị cô mua ba chân nha. Rồi, mã 49 eo 86. Xinh lắm mấy chị, nên mua quần jean nha. Mã 46 eo 89. Ủa rồi. Mã 49 eo 86. Mã 49 eo 86. Đây, mã 49 eo 86, thích chốt liền kem. Mã 93 eo 92 nè mấy chị ơi. 93 eo 92. Xám lông chuột. 93 eo 92. Người bỏng nha mấy chị. Đây, cái quần này cái áo nữa chết thì. Đây nè. Rồi thêm cái áo trắng mấy chị. Áo trắng levi. Áo trắng levi rất là mấy chị nhìn đi. Áo trắng phối với quần ruột nó tưng luôn. Quá trời tưng luôn. À. Có cái bài dơ cho coi mặt kìa. Đây là cô. Đó. Đây à, màu trắng levi. Đó, màu trắng levi áo 100 ngàn. Áo thun chỉ 100 ngàn nha mấy chị. 100 ngàn áo thun lông chuột. Lông chuột. Lông chuột. Mã 93 eo 92. Mã 93 eo 92 đúng không chị Bà Phèo? Chị Bà Phèo có áo quạt để test chụp hình chưa? Tin 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 tiền. Rồi, áo thun xinh lắm mấy chị. Mấy chị mặc áo thun này mặc cái gì mà cũng được mấy chị. Áo thun xinh cực kỳ. 200. Quần dài 200. Quần dài bên em giao, xin lỗi nãy giờ em chưa báo giá nha. Quần dài là giá 200 à. Chào chị chú bé tên. Chào chị nha chị Bà Phèo. Ủa đồ ơi chị ơi, tết tới rồi chị ơi. Đây mấy chị, đây là áo thun giá 100, thun giấy mềm mịn nhẹ, cũng không có mồ hôi. Em lên cái mã 1, eo 90. Mã 1 và eo 90. Mã số 1 eo 90 nha mấy chị. Mã 01 eo 90. Firm là firm ôm nha mấy chị. Firm ôm. Và mấy chị em nghe anh nói nè. Cái vải này là mềm mịn lắm nha. Mấy chị gờ vô nó mềm và co giãn nhiều nha mấy chị. Mấy chị lên hốt con này cho em nha. Mã này là mã 01 và eo 90. Chị nào eo 90 chốt liền con này cho em. Mã 1 và eo 90. Đây, mã 1, eo 90. Mã
quần gì? Quần chiếu hay quần bao? Đây mấy chị, áo thun. Áo thun chữ xanh lá, áo thun chữ xanh lá, xinh lắm. Mấy chị nên mua mấy áo này cưng lắm. Đây nè, quần cũng rất là xinh, mấy chị thấy không? Phối gì mà không đẹp mấy chị. Quần jean, giá quần jean dài giá 200 ngàn và mã 01, eo 90. Mã 01, eo 90, áo thun giấy 100 ngàn một cái nha mấy chị ơi. Áo chữ xanh lá cho chị vợ vèo hay quá chị ơi. Nguyên set chị ha. Đây, quần này xinh lắm, em để lâu lâu cho mấy chị coi, thớt. Hết em thích em mê em để lâu lâu cho mấy chị nhìn. Đây nè. Tiên co giãn rất nhiều nha mấy chị. Mềm mịn lắm luôn. Xin chốt liền cho em con này. Xin mã 01 em 90 mấy chị nhìn khoen lắm mấy chị coi chừng đó. Cưng không? Cái khoen nhìn rất là đặc biệt và đẹp nha. Và có hai nút cho mấy chị nữa. Khuyên nút hai cái ha. Tiên không rách mã 01 eo 90. Mã 01 eo 90 nha mấy chàng. 01 eo 90. 01 eo 90. 01 eo 90. Mã 13 eo 82. Mã 13 eo 82. Mã 13 eo 82 nha mấy chị. Nó có rách nè mấy chị ơi. 13 eo 82. Và bên em riêng chắc chắn sẽ coi giãn mấy chị nha. Con nào cũng coi giãn hết trơn á. Con nào không coi giãn sẽ báo nha mấy chị. Đây nè. Sim co giãn rách rất là bụi bọc. Nhìn như cưng lắm luôn. Đó, phơm là phơm ống ôm nha. Phơm là phơm ống suông mấy chị. Phơm này là phơm ống suông nha. Rất là xinh. Mã của em đang cầm là mã 13 eo 82. Mã 13 eo 82 nha mấy chị. Dạ, giá 01 dạ 200 mấy chị ơi. Quần dài sẽ giá 200 nha mấy chị đẹp của em. Quần dài là 200, quần đùi là 140 nha mấy chị. Chị Ngọc Hà, quần đẹp lắm. Nó hợp chị nên mua. Đây nè, chị nhìn cái khuy nè. Rất là thời trang dễ thương lắm luôn á. Đẹp lắm. Quần không gắt nha mấy chị, quần jean không gắt ống ôm nha, jean co giãn và rất mềm mịn luôn. Em bảo đảm chị cầm về chị thích cái chị Ngọc nè. Đây nè, eo này eo 90 ha, nếu là đúng em chị chốt liền con này nha chị. Mã 01 eo 90 và giá là 200 nghìn nha. Giá là 200 nghìn. Áo, áo thun giấy 100 nghìn. Áo thun giấy 100 nghìn, chị nào thích chốt liền cho em nè. Áo thun giấy 100 nghìn mấy chị. Áo thun giấy 100 nghìn. Chị nào thích chốt liền cho em mã áo thun chữ gì? Tờ Mỹ, không, tờ Anh. Gáp, áo trắng gáp nha mấy chị. Chữ gáp, đúng không? Có nhiều gáp. Chữ gáp nó gáp nhiều màu lắm nha mấy chị ơi. Có gáp đen, gáp trắng, rồi gáp vàng bò. Dạ, okay. Đây chị, mã 13 eo 82. Mã 13 eo 82 mấy chị đã chắc nhưng mà nó cá tính nha mấy chị nha. Rồi, mã 13 eo 82, chị nào ở đây eo 82 chốt liền con này nha. Quần dài giá 200 ngàn nha mấy chị. Quần sọt giá 140. Quần sọt giá 140, mã 08 eo 112. Mã 8 eo 112 mấy chị. Mã 8 eo 112. Cường không? Đây quần sọt nha, quần sọt xanh sáng, rất là dễ phối đồ mấy chị. Quần sọt xanh sáng rất dễ phối đồ nha. Áo thun dáng 100 gấu. Áo thun gấu 100, trời ơi mấy chị nhìn là phối vô cưng. Áo thun giấy 100 con gấu, chị nào thích con gấu chốt ăn gấu, chốt quần là mã 08 eo 112. Mã 08 eo 112 là quần nha mấy chị. Quần sọt cưng không? Quần sọc rất là dễ phối đồ nha mấy chị. Jean co giãn dày dặn thoải mái cho mấy chị nha. Sọt 140. Áo gấu 100 nghìn. Áo gấu 100 nghìn nha mấy chị. Mã số 10 eo 94 rất nhẹ nha mấy chị. Mã số 10 eo 94. Mã số 10 eo 94 mấy chị. Mã 10 eo 94 chị rất hả? Nhẹ. Rất nhẹ, thích kiểu thời rất nhẹ nhẹ em chị. Nhìn có áo con cu không nhớ chứ áo gấu chị nhiều rồi. Đi in được mày chị. Đây con nói chị mua thử cái em vỉa ra. Em có bút lông em vỉa ra, yên tâm. Rồi,
người xinh đó mấy chị. Nhưng mấy chị nhìn là ống ôm nha, còn tu rua mấy chị, ống ôm tu rua ha. Quần này mã 01 và eo 90. Mã 01 eo 90 mấy chị. 01 eo 90, 01 eo 90. Kim coi giảng cho mấy chị nha, mã 01 và eo 90 ạ. Rồi em qua. Kiếm quần dài không rách eo 100 rồi ok nha chị, để dạ. Em tìm cái em báo mã 56 eo 98. Mã 56 eo 98 mấy chị. Rách nhẹ nha, mã 56 và eo 98. Bữa nay mày mặc đồ không mặc quần không rách gấp trời. Mã 56, mã 56, mã 56 và eo 98 thì mấy chị. 56 eo 98. Rồi. Mã 11 eo 96 mấy chị. Trời mẫu này cưng quá nè. Mã 11 và eo 96, chị nào thích chốt liền cho em mã 11. Mã 11 và eo 96 nha, nói số ký. Nói số ký dễ mua hơn. Dạ, cái này em đo số phòng eo của mấy chị rồi đó. Bây giờ ví dụ như chị có muốn mua á, chị báo cho em số ký cân nặng của mình để em kiếm size cho chị nha, chị Bình Thanh. Tại vì em đo eo cho mấy chị cho dễ, cho chắc chắn là mấy chị vừa và thoải mái ha. Có sọt size 34. Có sọt size 34. Đợi tiếng nha chị Luôn Nam Đi Giang. Size 10, ô lộn, mã 11 eo 96. Mấy chị đợi mấy xíu đi lên mẫu với mấy chị nha. Mã 11 và eo 96. Em lên tiếp áo mà lộn. Áo ba lỗ, áo ba lỗ cờ Mỹ, cờ Anh, cờ Anh giá 100. À, mã ba lỗ, áo cờ Mỹ, áo 100. Chị nào thích chốt liền cho em con này. Chị vợ Phiêu ơi, rách nhì được không chị? Đây, cái rách nhì là gì vợ Phiêu ơi? Mã là 213 eo 100. Mã 213 eo 102, 213 eo 102 nha mấy chị. Đây xin, chị nào thích chốt liền cho em mẫu này nha, đắt nhẹ hai bên. Đắt nhẹ một bên gối đi chị. Mã là 213 eo 102. Ê, ê, mày chết tôi. Ok, dạ ok chị. Chị vợ Phiêu ơi, tôm mì nữa nha chị ơi. Dạ, áo từ 60, ủa, có 213. 60 đến 100 kg luôn mấy chị. 60 đến 90 kg, 90 kg. Áo là phù đi size nha mấy chị. Thoải mái lắm mấy chị. Thoải mái. Đây nè mấy chị. Coi dạng thoải mái lắm, có 100k mấy chị ơi. Áo là phù đi size 213. Rồi, quần. Khoan, 213 đây. Đây, đây, đây. Chị kèo chốt rồi, chị kèo chốt rồi. Đây. Áo 100 ngàn mấy chị. Phù đi size nha, coi dạng thoải mái nha mấy chị nha. Chị Phiêu ơi, còn đúng một cái tôm mì 100 không có chị nữa nè. Còn đúng một cái thôi nha chị. Hoài Dương chưa có quần nam, chị Hoài Dương rồi. Dạ. Có quần nam không? Mã 07 eo 100. Mã 07 eo 100 quần nam cái nha mấy chị ơi. Mấy chị cứ cho em số size em lấy cho mấy chị nha. Dạ. Đây, cái này được. Cứ cho size em tìm cái thì em báo, không cái thì em cũng báo. Chị Phiêu ơi, 07 eo 100 đi chị. Tâm mì còn đúng một cái duy nhất về một còn cái duy nhất eo 100 luôn. Của chị luôn á. Eo tôm mì giá 220 mấy chị nha. Tôm mì giá 220. Eo 100, mẹ 07 eo 100. Cưng lắm luôn, mã 07 eo 100. Mẹ 07 eo 100 nha mấy chị. 07 eo 100 không rách tôm mì. Giải tôm mì là mấy chị biết rồi. Đây em còn con 12 eo 92 nè. Tôm mì 220 nha. Đây tôm mì không rách. Phơm là phơm ống ôm. Và phơm này rất rất đẹp luôn. Hàng tôm mì mấy chị biết rồi, coi dễ mà rất là xịn sò luôn nha. Cái này là mã 12 và eo 92 nha. Eo 92 chị nào thích chốt liền cho em con này. Con ghim dài này giá 2.
là 160 cho một cái áo đang cầm mà phi size từ 60-90kg thì mặc vừa hết em nha. 60-90kg là mặc vừa nha, phi size và cung co dạng thoải mái mát mềm mịn hàng Quảng Châu luôn mấy chị. Giá 160 thôi. Rồi, em lên tiếp quần sờ đi. Trời cái chân váy xinh lắm mấy chị, vả giả da sao đẹp lắm mấy chị. 160.000 chân váy nha mấy chị. 88 là mẹ 18, eo 85, chân váy nha mấy chị ơi. Trời ơi, chân váy xinh quá mấy chị. Chân váy nha mấy chị. Chị nào đúng số em chốt liền con này. Bảo đảm mấy chị gần về mấy chị có 102, eo 84, ô em 85, mã 18 và eo 85 nha. Thích chốt liền cho em mã này. Cái này mấy chị mặc áo 2 dây là chết người nha mấy chị. Nó thiệt, áo thun áo 2 dây được xinh hết nha. Eo 85, kiếm không ra mấy chị có 1 thôi. Mã 8, ô lộn, mã 18 eo 85, mã 18 và eo 85 nha chị Hương Lê ơi. Em có một con quần lông địa eo 86 của chị, chị thấy được không? Lông chuột nha chị, dạy coi dạ ông địa nha chị. Mẹ 31 eo 86, chốt giúp em mẹ 31 eo 86 nha mấy chị. Quần lông địa màu lông chuột. Trời cưng quá trời luôn anh ấy. Rồi áo tím Quảng Châu 106, thích chốt liền cho em chân váy. Cái chân váy mã 18 eo 85, cưng quá trời cưng mấy chị ơi. Con này mà mấy chị không ưng thôi mấy chị, mê lắm nữa thiệt. Ở phía sau nè, xịn sò lắm luôn á, đẹp vô cùng mấy chị. Eo 85 chớm lộn áo tím của chị người nghĩ trời. Mã 44 eo 94, mã 44 và eo 94 nha, xinh lắm. Mã 44 eo 94 cưng quá trời ơi, cái quần này đẹp quá nè. Mã 44 eo 94 nha, mã 44 eo 94, 140.000 cho chị nào hốt được con này là ơi mê nha mấy chị. Mã 44 eo 94 nha, mã 44 eo 94, mã 44 mà eo 94 nha mấy chị nha. Rồi em qua em lên mã 80 eo 108, thích con đen con truyền thống, chị thích con đen mã 44 nè, chốt cho chị mã 44 chốt cho chị Kim Anh Đô Kim Huỳnh nè. Chị thích con đen có chạy sọc, con đen con đen có chạy sọc lên đi chị, con đen có chạy sọc xinh lắm đấy chị. Mã 40 eo 112, chị Hương Lê quần a, chị Hương Lê rồi cứ thôi để chị Hương Lê lại ok chị Hương Lê đợi tí xíu nha, ti kiếm hàng cho chị Hương Lê nha. Mã 08 eo 108, mã 08 eo 108 như mấy gì, mã 08 eo 108, mã 08 eo 108 cưng quá trời luôn. Cái lưng thun co giãn mềm mịn đã lắm mấy chị. Đây nè, lưng thun co giãn đây coi, vải đây là vải không ra. Ủa có đất không? Ủa đất nhẹ mấy chị ơi, có đất nha, có đất nhẹ ở phía trước cho mấy chị. Là quần đen giá là 200.000, quần đen dài của em giá 200.000 và quần cọc là giá 140 ha, 140. Rồi em lên tiếp mã 5 eo 102. Trời ơi, cái chân váy nó xinh vậy mà mấy chị không lấy đâu nha. Mã này là mã kho 5 eo 102, xinh lắm, chân váy 106 mấy chị nha. Chân váy là 160.000 nha mấy chị. Mã 05 eo 102, mã 05 eo 102, chị nào thích chốt liền cho con này nha. Giá là 160.000 nha mấy chị, chân váy. Rồi em lên với mã còn mấy chị là màu lạ mấy chị nha. Mã 84 eo 108, mã 84 eo 108, quần nó tử chị phá nó lên trên hai gì chứ. Mã 84 eo 108, mã 84 eo 108 chị xinh lắm. À, quần sọt xanh tím, à, chân váy đây, chân váy em chốt với chị Lan Anh Nguyễn nha. Đây, chân váy 106 chân váy là 160.000. Mã 84 eo 108, 84 eo 108, thích chốt liền cho em mã này. Xinh là 106.
chị này trang sạch đẹp lắm. Xịt lắm luôn. 76 vô 110 mấy chị. Cưng quá cưng luôn. Áo mẹ 16 vô 110. Áo 100 nghìn. Thích chốt liền cho em áo. Ly Việt Trang giải đẻ lắm nha mấy chị. Giải thun giấy. Thun giấy giải lắm. Rớt. Thun giấy mềm mỏng nhẹ mà thấm hút còn hôi. Mẹ 16 của chị Nguyễn Nghĩa. 100k mã 16 nè. Rồi. Mấy chị ở lại chơi với tụi em nha mấy chị. Mã 13 eo 100. Mã 13 và eo 100 mấy chị ơi. Mã 13 eo 100. Tức chốt tiền trên mã 13 eo 100 nha. Quần dài. Quần dài giá 200 ngàn. Quần dài giá 200 ngàn. Và quần sọt giá 140 ha. Rồi. Mã này là mã 13 eo 100. Trời eo 100 xinh quá nha. Cái này xinh lắm mấy chị nhìn nè. Cưng không? Coi dạng về dạng đẹp. Rồi đây mã 13 eo 100 cưng quá à. Mã 13 eo 100 nha mấy chị. Ở đây các chị nè eo 100 không? Rồi em lên mã 300 eo 100. Quần cá sơn ghê lê xì nha mấy chị ơi. Ghê lê xì, ghê lê xì. Cưng quá mấy chị, mắc cái mặt cưng với cái áo mà hả Quảng Châu anh em lại giúp nắp mấy chị. Quảng Châu này nhìn cái tay. Rồi đi lòng cưng chết luôn mấy chị. Mua đi mấy chị áo Quảng Châu có 160 thôi. Rất đẹp, rất rẻ. Áo Quảng Châu con thỏ 160. Chốt cho em Quảng Châu con thỏ 160. Form này là form free size nha. Chị nào từ 60 đến 100kg mặc thoải mái cho em. Ô 60 đến 90kg là mặc thoải mái cho em nha. Free size áo 160 áo Quảng Châu mấy chị. Quần mềm mịn co giãn thoải mái. Và cái quần của em là mã gì? Quần của em là mã 300 mi 100. Mã 300 mi 100 nha. Và cái áo xịn sò cỡ này có 160 nghìn thôi. Free size nam nữ mặc được nha mấy chị. Free size nam nữ mặc được nha. Mua cho bé nhà mặc cũng được nha mấy chị nha. Giá 160 nghìn. Còn cái quần này mã 300 mi 100. À, mã 150 eo 108. 108 cho mấy chị là eo 108. Chốt cái lần này kem. Mẹ 150 em 108 nha mấy chị. Tiên cung co giãn rất thoải mái nha mấy chị nha. Mã này là mã 150 em 108. Mẹ 150 em 108. Rồi lên cho mấy chị một con em 104. Em 110 em 104. Mã 14 em 104. Mã 14 và em 114 xinh lắm. Mã 14 em 104. Quần sọc này rất rất là đẹp luôn, phơm đẹp lắm mấy chị, chốt liền. Từ nay nãy giờ đi đâu vậy ông? Em ngồi đây chứ đâu chị? Chị mua đồ ấy. Ai ở đây? Chị mã 14 với em 100. Đây đây, chị Trang Nguyễn Út về rồi. Đây kiếm quá trời. Từ nay kiếm đúng quá thì bán mấy chục món rồi. Nhiều. Ghê hả? Bán được gì đâu. Ờ đi chỗ khác hả? Đi chỗ khác. Mã 14. Mã 14. Mã 14 với chị Lan Anh Ngờ. Áo thun có 160 mấy chị. 160 co giãn thoải mái nam nữ đều mặc được. Dây dây siêu 150 nghìn nha mấy chị, có size từ 36 đến 42 nha mấy chị ơi. Hai màu, hai màu rất là xịn sò mấy chị nhá. Xinh lắm. Áo này có 160 nghìn thôi mấy chị, mua cho bé mặc cũng được nha mấy chị, rất là đẹp và xịn sò lịch sự lắm, mua mặc được mấy chị. Chị Yên mới đi học gì hả chị? Học học bộ tóc con hai khó nữa là gì? Thế không biết mày có quen mua người không? Thì thấy em không? Đây áo 160 mấy chị. Xách chốt liền cho em áo 160 này nha. Rồi có bịch đẹp. Đẹp. Rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đây ạ. Đem lên mã 184 em 103. Mã 184 em 103 nha mấy chị. Mã 184 em 103. Cưng lắm mấy chị ơi, nên mua mấy quần này nha, dễ phối đồ. Mẹ 184 em 103 có lực like cho mấy chị nè. Mặc đơn giản cơ bản rất dễ phối đồ nha, màu nguyên xanh đậm. Chị nào eo 103 chốt liền cho em con này. Hả? Mã 184 eo 103. Có chị nào eo 100 mà thích quần không rách không? Đây, eo 100 quần không rách nha mấy chị. Màu lông chuột eo 100, chị nào thích chốt liền cho em màu này. Mã 05 eo 100. Mẹ 05 eo 100 nha mấy chị. 05 eo 100 xém lông chuột mày không rách nha mấy chị ơi. Quần dài giá 200 ngàn nha mấy chị. Quần dài là giá 200 ngàn. Còn quần sọt giá
dài giá 200 mà quần sọt giá 140. Áo này giá là 100 nghìn cho mấy chị nha. Áo thun giấy 100 nghìn nha. Thun giấy co giãn, mềm mịn, mềm, mỏng, nhưng mà đứt thấm hút mồ hôi mấy chị. Rồi chị nào thích chốt cho em cái áo thun giấy 100 nghìn. Cái này là áo thun trắng chữ đen giá 100 mấy chị nha. Mẹ không một yêu 102. Vừa ông đìa nha mấy chị. Mã 01 eo 102. Mã 01 áo trắng Nguyễn Ngân. Áo trắng của chị Nguyễn Ngân. Mã 01 chị Lan Anh rồi nó lấy đây. Mã 01 xin lắm. Mã 01 eo 102. 01 eo 102 nha mấy chị. Xin lắm mấy chị nên mua con này quần nha. Ông điện coi giãn nha mấy chị ơi. Mã 01 và eo 102 ha. 01 eo 102. Ai chốt chốt giúp em. Rồi em lên cái quần tâm này. Lên cho mấy chị một con quần tôm mì. Mẹ 04 eo 102. 04 eo 102 mấy chị. Quần tôm mì. Quần tôm mì bên em giá là 220 mấy chị nha. Hiếm mẹ 04 eo 102 mấy chị. 04 eo 102. Ai chốt chốt giúp em. Tôm mì thì đâu có rách. Không có rách mấy chị. Mặt rất là sang và đẹp. Mỏng mịn đẹp. Tôm mì không rách nha mấy chị ơi. Giá 102 cái này. Chị nào mà đúng số eo mình hốt liền con này nha mấy chị. Cầm về là mê á. Vải á là riêng nhưng mà mềm mịn lắm. Mã 04 eo 102. Rồi lên cho mấy chị một con quần lính. Quần lính nè. Eo 102 nha mấy chị. Quần lính eo 102. Quần lính eo 102. Thích chốt liền cho em quần lính này. Mặc dễ thương lắm. Mặc với ba lỗ mấy chị. Mặc với ba lỗ rất cưng luôn. Nãy có ba lỗ á. Cái này mặc với ba lỗ cưng lắm mấy chị. Xinh lắm luôn nha. Ba lỗ này có 100 nghìn mấy chị. Chốt luôn nguyên set này kìa. Áo thun ba lỗ quần lính ha. Áo thun này giá 100 nghìn mà 100 nghìn giá 200. Áo thun nha mấy chị. Đây cưng quá cưng nè mấy chị. Đó. Áo thun 100 nghìn. Áo thun lính 100 nghìn. Đó. Quần jean lính giá 200 nghìn. Quần jean lính giá 200 nghìn mấy chị. Eo là 102 nha. Thích chốt liền cho em quần này. Áo thun này nè. Có 100 nghìn mấy chị. Mát mẻ đẹp thun giấy. Co giãn với lại thấm hút mồ hôi nữa. Mã 130B eo 104. Mã 133 eo 104. Áo ba lỗ của chị Ánh Nguyệt. Đi lên mũi. Mã 133 eo 104 mấy chị. Đó. Mã 133 eo 104. Mã 100BB eo 104 nha mấy chị ơi. Xinh lắm. Thích chốt liền cho em. 100BB eo 104. Trời ơi cái áo này mà. Bây giờ người chị Ánh Nguyệt ơi, em có chào chị vào tin nhắn cho em xin địa chỉ số mà áo 106 mấy chị. Bên em không có chốt em hả? Áo này là thun Nguyễn Châu. Bên em không có chốt em quay điện thoại gì hả? Chị cứ vào tin nhắn gì cho em xin địa chỉ số điện thoại em mới kêu chị á. Đừng cho trên này lừa đảo quá chị ơi. Đừng có cho trên này nha chị. Áo thun Nguyễn Châu 160 nghìn. 160 nghìn mắc ký 150. Điều tiếp đi. Điều tiếp đi. Chị chút không thấy đường hồ hồ nói. Cú là một cú. Mã 02 eo 108. Mã 02 eo 108. 02 eo 108 nha mấy chị. Phơm là phơm ôm mấy chị nha. Mã 02 eo 108. Mã 02 eo 108. Mắc ký 150 mấy chị. 02 eo 108 nha mấy chị. Rồi. Rồi lên cho mấy chị một con quần đỏ đô. Mã 05 eo 104. Mã 05. Mã yêu. Mã 05 mã 104. 104 vào phơm này là phơm ôm nha mấy chị nha. Mã 04 eo 104. Mã 05 eo 104 mấy chị. Mã 05 eo 104. 05 eo 104. Phơm dày dặn nè. Vừa dày dặn mà còn co giãn thoải mái nữa mấy chị. 05 eo 104. Chị nào chưa có màu đỏ này nên hả, sắm cho mình một cái thay đổi nha mấy chị. Để đổi phong cách với chị ha. Thay vì quần jean ngoài mình. Tôm mì mấy chị. Eo 84. Mã 08 eo 84 nha mấy chị. Tôm mì nó có túi hộp nha mấy chị. Tôm mì nè mấy chị, túi hộp bên hông nè. Mã này là mã 08 eo 84. Quần tôm mì thì giá 220. Hơn 20 nghìn nha mấy chị. 220 nghìn. Cưng lắm mấy chị ơi, chốt liền cái mẫu này cho em. Mã này là mã 08 eo 84 ha. Mã 08 eo 84. Tôm mì eo 95. Mã 06 eo 95. Mã 06 eo 95. 06 eo 95 nha mấy chị. 06 eo 95. Chị đó thì chốt liền cho em mã này, cưng vô cùng luôn mấy chị. Xin cực kỳ xin. Mã 06 eo 95. Mã 06 eo 95. Mã 05 eo 82 nè. Này nhỏ nhỏ lắm mấy chị. Cùng phơm tôm mì luôn nha. Tôm mì giá 220 nha mấy chị nha. Mã 05 eo 82. 05 eo 82 nha mấy chị. Mã 05 eo 82. Trời ơi cái phơm này là mình cái bụng mình nhỏ
xem mẹ. Mẹ 05 yêu 82 nha mấy chị. Để nha mấy chị một con quần lông chuột. Mẹ 66 yêu 100 mấy. Yêu 108 nha mấy chị. 66 yêu 108. Mẹ 66 yêu 108. Mã 66 yêu 108 chị nào thích chốt liền kim hả? Mã 66 yêu 108. 66 yêu 108 nhìn kìa chưa? Còn con quay về cũ. Mã 66 yêu 108 mấy chị. Rồi, mã này là mã 06 mà yêu 120 nha. Chị nào thích cái mù lính á, mù
trên con này mã 06120. Rồi, cái này là mã 216E112. 216E112. 216E112 mấy chị? Không có rách chứ chị dễ phối đồ lắm lắm luôn á, tin em. 216E112. Đây. Tin cáo này thêm 100.000 nữa. Chốt cho em con này phối cái quần này đi mấy chị. À, mã quần là 216E112. Mẻ quần 216E112 mấy chị. Áo này chỉ có 100.000 thôi. Mày bớt lên đồ hình rối rồi lên tiếp. Mã này là mã. Ờ thì đúng rồi, đừng rối nữa, đang rối rồi. Áo này là 100.000 nha mấy chị nha. Áo 100.000, quần là 140 ha. Quần 140, áo 100 nha mấy chị ơi. Mã 210. Mã 17 không? Mã 217. Mã 217 eo 112. Mã 217 eo 112 nha mấy chị. Nó chú liền cho con này nha mấy chị nha. Rồi. Mẹ 142 eo 90. Mã 142 eo 90 con này xin nè. Mẹ 142 eo 90 nha mấy chị. Mẹ 142 eo 90. Mã 142 eo 90. Áo 100.000. Áo 100.000 phối cho em mấy chị ơi. Phối vô cho em mấy quần này nè. Trời cưng lắm. Áo 100.000. 217 eo 112. Nè nè. Lỡ mở coi chị. Rồi ok, cảm ơn chị Trang Nguyễn. Đúng rồi, đúng phương pháp vậy chị. 140. Eo này là 142 eo 90 nha. Ghi giùm em là mã và kèm số luôn nha. Eo không chị? Eo 142 lộn. Mã 142 eo 90 con này đẹp lắm chị, lên mua nha. Mã 51 eo 116. Đừng kêu nữa đi. Cái đầu không biết không. Mã 51 eo 116 chị. Mã 51 eo 116. Mã 51 eo 116 nha mấy chị ơi. Đây em chị lực. Mã 51 eo 116. 51 eo 116. Áo 100 rồi, ô lộn, áo 100.000 mấy chị. Áo 100.000, chốt áo 100.000. Áo chữ vàng 100. Áo có màu đen không? Có. Dạ màu đen 100.000, màu đen. Màu đen tụi em có chị ơi. Màu đen hàng nào cũng có. Bắt ngát. Đây. Áo levi đen, xinh lắm chị. Nó có levi đen nè, beri đen nè. Có nét đen nữa. Hàng Quảng Châu cũng có màu đen nhiều lắm chị. Đây. Levi đen, chốt em Levi đen nha. Giá 100 khung giấy nha mấy chị nhá. Khung giấy rất là mát và mềm mỏng mịn nhưng mà rất là ngon nha. Levi đen. Đó đi Levi dạ có gì trên tuyến cho tuyến đợi nó tiếp đây đây có bao đi đen trong nhà. Có Levi. Mã 15, mấy chị, mã 15 giá 90 mấy chị. Mã 15 giá 90 khung giấy. Thấy đen, thấy áo đen mấy chị. Áo đen Levi của chị người nhé. Thì cái Levi nữa nha. Đây áo Paris đen nè mấy chị. Paris đen 100.000. Thun giấy mấy chị. Tin em đi, mặt mát mềm mịn lắm luôn. Thấm mồ hôi lắm. Hả? Áo Paris đen. Thích chốt kia là Paris đen nha. Còn như Levi đen nha mấy chị nha. Ghi rõ cho em để lấy kiểu đúng cho mấy chị hết nha. Paris đen. Chốt Paris đen. Lấy đen cho chị Kim Tướng. Dạ rồi. Nguyễn Yến cũng lấy đen rồi. Đó. Rồi mã. Mã 15 eo 88 đến 90. 88 90 mấy chị. Mã 15 eo 90 đi. Mã 15 eo 90 nha mấy chị. Mã 15 và eo 90. Thích chốt liền cho em mã 15 và eo 90. Mã 15 eo 90. Rồi. Áo đen bên em nhiều lắm nha chị Kim Tứ. Hàng Quảng Châu nghĩ cho mấy chị. Dạ, Quảng Châu và có hàng thun giấy luôn mấy chị. Quảng Châu có 160 mà. Ở lại đây chơi với tụi em nha. Hàng Quảng Châu giá có 160.000 thôi. Phi size không coi giảm từ 60 đến 100kg nha. Phi size nha mấy chị nha. Áo 160 thức chốt liền cho em, nam nữ thì mặc được nha mấy chị. Mua cho bé nha cũng được. Áo này là 160.000 nha mấy chị. 160.000, 160.000. Toàn mẫu miếng nước bay. Alo. Rồi em lên mã 16. Quần xanh đen eo 96. Quần xanh đen eo 96.
Lam chốt liền cho em màu này nha. Giá này cái gì đây, mua màu cũng nhiều việc không phải mất em đâu. Đây ạ, à, màu jean sọt giá 100, sọt giá 160 nha mấy chị đẹp. Con quần dài sẽ là 200.000. Rồi, qua. Đây nha mấy chị một con. Mã 73. Mã 73 eo 110. Mã 73. Mã 73 eo 110. Mã 73 eo 110 mấy chị. Mã 73 eo 110 nha mấy chị. 73 eo 110. Chị nào ở đây đúng số size của mình 110 chốt liền cho em con này nha. Con này đẹp rẻ xinh. 140. Có 140 mà thôi. Mã 211 eo 92 nè. 211 eo 92. Mã 211 eo 92. Mã chị mấy chị nào thích thì chốt cho em đi mã 211. Mã 211 eo 92 nha mấy chị. 211 eo 92. Alo mấy chị. Đây nha mấy chị, một con eo 90, mẹ con bé eo 90 nha mấy chị. Con bé eo 90. Sọt giá 140 nha mấy chị nha. Mẹ con bé eo 90. Mã 03 mẹ eo 90 nha chị. Con bé eo 90 nha mấy chị ơi. Xinh lắm mấy chị ơi, chốt liền cho em mã 03 mẹ eo 90 nha. Cưng. Mã 19 eo 92. Mã 19 eo 92. Mã 19 eo 92 nha mấy chị. Mã 19 eo 92. Mã 19 eo 92 áo thun đi mấy chị ơi, áo thun. Ê, đâu đây con đây vậy? Mã 29 eo 82 nè. Quần ngố mấy chị, em có quần ngố mã 29 eo 82 nè. Chị nào thích quần ngố chốt cho em con này giá cũng 140 mấy chị nha. Quần ngố đi mấy chị nha. Eo 82 ở đây chị nào eo 82 chốt liền con này. Eo 82 nha mấy chị. Quần ngố eo 82. Mã 29 và eo 82. 29 eo 82. Mã 03 eo 100. Mã 03 eo 100. 03 eo 100. Mã 04 eo 100. Mã 04 eo 100. Tích chốt liền cho mã 04 eo 100 giá 140.000. Mã 04 eo 100 nha mấy chị ơi. Áo thun trắng giá 160. Hàng thun Quảng Châu mềm mịn, co giãn thoải mái, phi size từ 60 đến 100kg. Nam nữ đều mặc được mấy chị xinh lắm. Áo 160.000 thôi, rất mềm mịn nha mấy chị nha. 160.000 lên cho mấy chị một con mã 09 eo 84. Trời ơi cưng. 09 eo 84. Mặc cái áo thun trắng xinh lắm anh chị, mấy con gấu thì rất là trẻ trung nha. Cái quần hồng này 09 eo 84 nha mấy chị. Cái quần sần giống quần ngố mấy chị, tôi đây cũng bảy tấc ha. Mã 09 eo 84. Mã 09 eo 84. Tích chốt liền cho em mã 09 eo 84, lâu lâu mới có quần hồng như chị, đúng số eo của mình chốt liền chỉ 140.000 thôi. Chốt liền cho em mã 84 lộn mã. Mã 09 eo 84. Mã 09 eo 84. Mã số 10 eo 80. Mã số 10 eo 80. Mã số 10 eo 80 nha mấy chị ơi. Số 10 eo 80. Mã số 10 và eo 80 nha mấy chị. Mã số 10 eo 80. Rồi, qua. Eo 105. 105 nha mấy chị. Eo 105, chị nào thích chốt liền cho em mã này. Cái này đúng số eo của mình thì chốt cho em nha. Mã không có. Mã không đi. Eo 105. Eo 105 nha mấy chị. Mã 105 nha. Quần xinh nha mấy chị, nó không quá ngắn nha, nó dài nha mấy chị. Eo 105. Mắt kiến nè mấy chị. Chúng mình nó đau đầu. Mắt kiến 150 chốt liền cho em mắt kiến này nha, mặt tròn ha, mặt méo ha, mặt thể hay gì đó. Chốt hết cho em. Mấy chị thấy hả? Mẫu nó đeo mắt kính vô giống như nó đeo hai cái tivi hai bên không? Rất là xinh mấy chị. Kiến này là màu nâu tràm nha mấy chị nha, giá là 150, thích chốt liền cho em kiến này ha. Xinh lắm, nó thật. Mã 26 eo 106. Mã 26 eo 106 nha. Mã 26 và eo 106. Mã 26 eo 106 nha mấy chị. Đó, xinh lắm. 26 eo 106. Mã 34 eo 100. Mã 34 eo 100. Mã 34 eo 100 nha mấy chị. 34 eo 100. 34 eo 100, em có hai áo nha, áo thun giá 100.000 và áo 34 eo 100. 34 eo 100. Mã 136 eo 106. Mã 136 eo 106. Mã 136 eo 106 nha mấy chị. Xinh không? Chốt mã 136 eo 106. Mặc đồ vô cùng, nó đắt nhẹ không rất nhiều đâu mấy chị. Nhìn bụi bặm dễ thương ha. Rồi, mã 136 eo 106. Mắt kiến thích chốt liền cho em mắt kiến này giá 150 nha, rất là xinh á. Xanh đen. Mã 21 eo 102. Mã 21 eo 102. 21 eo 102 nha mấy chị. Mã 21 eo 102. Mã 21 eo 102 mấy chị ơi, chấm chấm cho em xin chấm chấm mấy chị ơi. 21 eo 102 nha mấy chị ơi.
rồi. 21 yêu 102. Rồi, tiếp. Mã 39 yêu 106. Mã 39 yêu 106. Mã 39 yêu 106 mấy chị. Mã 39 yêu 106 nha mấy chị. Tinh quá mấy chị ơi. Mã này mã 39 và yêu 106. Cái này riêng không coi dạng thoải mái, dày dặn lắm mấy chị. Nó mềm mượt lắm nha. Nên mua con này nha mấy chị. Ủa, con này là mã 39 yêu 106. Mấy chị đâu hết rồi. Mấy chị ở nhà. Alo, alo mấy chị ơi. Mấy chị đây em xin chấm chấm được không ạ? Chấm chấm lên mấy chị ơi. Cái đầm mà nãy em ơi đang hỏi á. Mấy chị con cái không mấy chị ơi. Áo em, áo đang cầm giá 160.000 mấy chị, xinh lắm. Em có cấu điên hả? Thỏ điên nha mấy chị, 160.000. Xuyên một... size từ 60-90kg là mặc thoải mái cho em nha, nam nữ đều. Từ 60-90kg nha mấy chị ơi. 60-90kg, áo free size 160.000 nha mấy chị. Nam nữ đều được nha, hàng này hàng Quảng Châu mấy chị, cầm bể mấy chị mê lắm, 160.000 thôi. Hàng này mà kiếm chị vô shop thì giá tới 120-300.000 á. Không phải rẻ hơn ha. Rồi con vịt đen vịt trắng. Áo đen vịt trắng chốt cho em, áo đen vịt trắng 160. Rồi áo đen áo đen thỏ thỏ xanh. Không, áo đen thỏ xám mấy chị. Áo đen thỏ xám chốt cho em nha. Rồi áo đen vịt trắng. Vịt trắng chốt. Mã 33 yêu 115. Mã 33 yêu 115, mã 33 và yêu 115 nha mấy chị. Mã 33 yêu 115 nha mấy chị ơi. Rồi qua. Mã 33 yêu 115. Mã 23 yêu 86. Mã 23 yêu 86. 23 yêu 86 nha mấy chị. Mã 23 và yêu 86 mấy chị nha. Mã 23 yêu 86. Mã 23 yêu 86 nha mấy chị ơi. Lên cho mấy chị quân dài. Mã 05 yêu 96. Mã 05 yêu 96. 05 yêu 96 rách trước chứ sau không rách nha mấy chị. 05 yêu 96 coi dẫn vừa. 05 yêu 96 sau không rách nha mấy chị ơi. 05 yêu 96 chị này chốt chốt cho em. Mã 05 yêu 96. Rồi em lên con này xinh nè mấy chị. Yêu 108. Mã 10 và yêu 108. Mã 10 yêu 108 chị nào thích đúng size đúng gu của mình thì chốt cho em mã này. Mã 10 yêu 108 đi. Mã 10 và yêu 108 ha. Mã 10 yêu 108. Rồi qua. Rồi mã 21 yêu 95. Mã 21 yêu 95 mấy chị. Quần này hơi bụi nha mấy chị. Mã 21 yêu 95 quần này là mặc chỉ áo thun. Mã 21 yêu 95. Mã 21 eo 95 nha mấy chị ơi. 21 21 eo 95. Mã lọc lại rồi. Mã 115 eo 90 nha mấy chị. Mã 115 eo 90. Xin lắm mấy chị ơi, chốt thì con này cho em nha mấy chị. Mã này là mã 10 là 115 và eo 90 ha. Mã 115 eo 90 nha mấy chị. 115 eo 90. Mã đây là mã 321 eo 94. Mã 321 yêu 94 mấy chị. Mã 324 yêu 94 nha mấy chị. Mã 324 yêu 94. Mã màu đen ha, màu đen rất là xinh. Rồi mã 351. Mã 351 yêu 94. Mã 351 yêu 94, chị nào thích thì chốt cho em đi cái mã ha. 351 yêu 94. Giá quần sọt giá là 140, quần nhà là giá 200.000 nha mấy chị. Ồ có chị nào yêu 92 mà con này đẹp. Con này là mã 97 eo 92. Mã 97 eo 92. Mã 97 eo 92 nha mấy chị. Mã 97 eo 92 con này hơi bị đẹp nha mấy chị ơi. Dạ xịn sò lắm luôn eo 92. Mã 97 eo 92. Mã 97 quần dài nha mấy chị, không rất ít quần dài để ok nha chị Ngưỡng Yến. Em đang lên quần dài nha chị ơi. Rồi em lên quần dài nè mấy chị. Em lên mà con mã tôm mì này đi. Tôm mì là eo 116. Đây nè, đi ngang đi ngang bay. Đây là mã nè, mã tâm mì eo 116 mấy chị nha. Mã eo 116 thích thì chốt liền cho em quần tâm mì giá 220.000 mấy chị. Quần này xinh lắm. Quần tâm mì là giá 220 nha. Quần tâm mì giá 220.000. Mã 307 eo 102. 307 eo 102 mấy chị. Đây là quần sọt nha.
160, quần dài 300 nghìn. Ê, đâu được con. Quần dài 200 nghìn. Đâu được con kính tất nè. Kính tất E108. Vậy mấy chị em có con kính tất E108 cái gì cưng lắm. Chốt liền con này đi mấy chị. E108 mã 56. Trời ơi con này cưng quá. Mấy chị nhìn lực like nè. Con Hello Kitty. Cưng không? Rồi, mã này là mã 56 E108. Quần chính thức cực kỳ xinh, trời ơi hốt liền mấy chị ơi. Mã này là mã 108. Ủa lộn, mã 56 E108 mấy chị. Chốt liền cho em con này đi, cưng lắm. Chính quần chính thức nè. Này một phát uổng. Chính quần chính thức mã 56 E108, mã 56 E108 nha. Đâu con này, đã có cái dài không? Đây là cái chai hả? 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 Yêu Nguyễn Yến, yêu Nguyễn Yến. Mấy ngày dơ mà dơ hỏi. Mấy dơ hỏi chị muốn lấy cái chai hả? Eo này sẽ là eo 98 mấy chị. Eo 98, chị này eo 98. Chúc con này cho em nha, eo 98. Mã quần tin xanh eo 98. Chúc liền cho em con này. Quần tin xanh eo 98 nha mấy chị ơi. Ai chốt chốt giúp em. Mã 78 eo 96. Mã 78 eo 96 mấy chị. Mã 78 eo 96 mấy chị nha. Mã 76. Mã 78 và eo 96 nha. 78 eo 96. Mấy chị áo đây. Rồi em lên áo mấy chị. Mấy chị này chưa đẩy chứa áo. Chốt áo nha. Áo này 100 ngàn mấy chị. Áo thun giấy 100 ngàn, thích chốt liền kèm áo thun giấy nha. 100 ngàn. Màu, này là một da người Levi nha. Đã thun giấy coi vậy thoải mái, 60-90kg thoải mái cho em nha. Cưng không? Này là áo Levi, Levi nâu, giá 100 ngàn. 100 ngàn cho mấy chị. Một con rất bùi nha mấy chị. Eo 103 đến 104. Đây mã em ghi là mã 13, mã 13 eo từ 103 104 nha mấy chị. Eo 104 nha mấy chị, 103 104 đó, rất là xinh. Mã 13 nha, thêm cái áo rất là cưng, cưng lắm luôn. Áo cưng vô cùng nha. Áo 100 ngàn mấy chị. Áo đi Paris. Áo đi Paris giá 100 ngàn, tích chốt thì kèm mấy chị ơi, mấy chị nha. Thun giấy rồi. Mẹ 87 eo 90, 82 eo 90. 82 eo 90 mấy chị. Mẹ 82 eo 90 nha mấy chị. Rất nhẹ thôi nha mấy chị ơi. Mẹ 82 và eo 90. Mẹ 82 eo 90. Chốt chốt giúp em mẹ 82 eo 90. Xíu rồi anh là mấy cái quần này. Mẹ 103 eo 94. Ai xin xếp lại bà xếp lại. Mẹ 103 eo 94. Mẹ 103 eo 94 nha mấy chị. Mẹ 103 eo 94. Ai chốt chốt giúp em quần riêng dài tay dế 200 nghìn nha mấy chị. Quần sọt là 104. Còn riêng tâm mì thì tụi em xin một cái hơn lên 20 ngàn. Rồi, eo vì nè. Eo vì trắng giá là 100 ngàn. Thích áo, thun giấy chốt kem. Lê vì trắng. Cái lê vì trắng này là giải sướng tay lắm nha mấy chị ơi. Mềm. Mã 113 eo 96. 113 eo 96. 113 eo 96, rất nhẹ nha mấy chị. Coi giãn nè. Đó, 113 eo 96. Rồi. Mã. Mã 9. Mã 9 đi. Mã 9 eo 94. Mã 9 eo 94. Mã số 9 eo 94 nha mấy chị. Số 9 eo 94. Mã số 9 eo 94. Mã 86. Mã 86 eo 90. Mã 86 eo 90. Mã 86 eo 90 nha mấy chị. Mã 86 eo 90. Mã 86 eo 90. Mã 63 eo 98 nè. Mã 63 và eo 98 thích chốt liền cho em mã 63 eo 98 thì nha. Mã 63 eo 98. Rồi. Mã là mã 06. Mã 06 eo 95. 06 eo 95. 06 eo 95 dưới chân nó có rất tệ cái gì kìa đâu. 06 eo 95 nha mấy chị nha. 06 eo 95. Mã 06 eo 95 nha mấy chị ơi. Rồi em lên mã này nè. Mã 92. Ủa lộn. Mã 92 eo 94. Mã 92 eo 94. Xinh ha. Rồi. Cuối la lên cho mấy chị con. Cuối la em lên cái hiệu cầu của chị Trang. Em lên túi sách nha. Chị ngủ rồi. Chị Trang ơi, chị còn ở đây không chị? Chị Trang bám phước ơi. Chị đẹp không?
cho chị Trang bạn anh Phước. Bạn đồng niên đồng tuổi cùng năm sinh năm tháng. Tối này rất là xinh nha. Cùng tháng cùng ngày cùng năm luôn. Chị em xin đồng anh Phước ơi. Đây mấy chị chốt liền con này. Tối mới về giá 550 rất là xịn sò. Da mềm luôn. Da mềm cực kỳ xịn sò luôn á bên trong nè. Trên trong là lót vải cực kỳ đẹp nha mấy chị nha. Giá túi giá 550, chị nào thích chốt liền cái túi này, túi B. Cả siêu dày này mấy chị không có ai mua hết hả? Túi B giá 550, chốt liền nha túi này nha. 150.000 nè mấy chị. Cái size từ 36 đến 42, 150.000. 150.000, chốt liền cái giày cho em đi mấy chị ơi. Rồi. Lên như vậy, cái túi nữa. Đây, túi. Túi rất xin này mấy chị. Túi này giá mềm mấy chị nha. Túi giá 450 thôi. Thích chốt liền cho em túi 450 này luôn á. 450.000 size 25 nha. Túi YSL. Đó, giá là 450 với mấy chị, chốt liền size 25. Y là S nha mấy chị. Qua XL tiếng Việt mình là Y là S mấy chị. Lộn nhầm, YSL mấy chị. YSL mấy chị nha, YSL cho em. Đây đẹp lắm mấy chị, phơm lại mềm lắm, phơm cứng lắm luôn nha. Phơm cứng mềm mà rất là sắc nét luôn mấy chị. Mua là mấy chị mê liền đó, 450 thôi. Rất là xinh mấy chị, đi tìm, đi dạo phố, đi hẹn hò, đi làm đều được nha. Túi đi hợp với chị Trang Nguyễn nè. Chốt liền cho em giá 450 nha. Giúp chiều đi mấy chị ơi. Ủa giúp xem mà em mấy chị muốn mua thôi. Giúp đây em quýnh nổ mổ đâu chết được đâu. Sơn mặt của người cô nghĩa nó nhẹ lắm. Nhẹ, bền, đẹp. Đâu đưa hạt về thôi. Chồng ở dưới. Rồi. Con này đây, con ghét này như chị, nó thích bự bự, thích công sở, mẹ điểm sữa, mua con này kem, con ghét nha. Con ghét nha. Con nghĩ cho đấy. Đây. Cái này là size 35 nha mấy chị. Mẹ điểm sữa mà đi du lịch nhẹ nhàng, mấy chị để ứng dụng cá nhân nhiều nha. Đó, khăn ghế ướt hay cái là tạc dự phòng, trang điểm túi là nhẹ nhàng, mua con này kem giá là 480.000. 480.000 nha mấy chị. Túi này chị là thích thì chốt liền kem nha, 480.000 à. Đây là hàng thiệt cho mấy chị xem, em đăng ảnh rồi đó, mấy chị hãy lên xem Facebook coi nha mấy chị nha. Giá 450.000, chị nào thích chốt liền kem với túi ghép này nha. Rồi, em tắt like mấy chị nha. Em chị, ngày mai gặp lại nha mấy chị. Ngày mai gặp lại nha mấy chị, cảm ơn chị xem like của em nãy giờ nha. Bye tạm bye. Tạm biệt mấy chị. Nãy giờ con chụp bà con. Dạ, sao đưa mấy lắm thôi. Hà Trúc La. Ủa Hà Trúc La này sao vậy? Bắt về Hà Nội rồi cấp báo chị em. Là lấy gì trong này ta? Bà nội cha nó thiệt chứ. Bán cái mùi dịch để cho mà ngập tông hết mùi. Đây nè, cái cục của bà Cường Toán nè. Ba nói thiệt đó. Đây, má cục hàng 3 triệu mấy của em nè mấy chị. Nghĩ sao mà bộ thể thao mà 550.000 mà đập. Xây quẹo lên đi. Nghĩ sao mà bộ thể thao 550.000 mà lồn má nó đi đập. Biêu 3 triệu mấy. Rồi đặt xong rồi hàng gửi đi. Một ngày hôm sau nó kêu chị em ơi, xả đồ đi em sợ không vừa. Lồn má tụi bay không vừa. Tao bán cái lập đéo gì 3-4 năm nay mà mình tụi bay bên tao cục hàng mà toàn bộ đồ 550 không bay. Má thì dùng từ lớn mất nết chứ. Làm giống như gắn cái đầu đà tụi bay lên cái đầy đủ tướng chi đi lúc lắc với người ta đó. Nghĩ sao tụi bay ác nhơn ác nghĩa như bay. Làm giống như tụi bay lấy hết phước của con cái tụi bay ra trải đường cho tụi bay ăn dầm ăn mòn hay sao á. Nghĩ sao bộ đồ 550.000 mà đi bơm cục hàng tao 3 triệu mấy. Thầy ví dụ mày xả hàng tao chưa đi tao chửi câu trước câu sau tao quên. Đụng mẹ nghĩ sao mà cục hàng 3 triệu mấy mà toàn hàng bộ thể thao 550.000. Mày tụi bay ban bơm hàng tao chi ác nhơn vậy tụi bay. Tụi bay ăn cái gì nói đi, nhập mẹ nó, tao chụp hình lên tao cúng mẹ nó, ăn thua ăn ngoài ăn quả cũng được. Đụng mẹ hàng này hàng đặt về chị 4 bộ 5 bộ 6 bộ như em. Rồi về mình cũng không để, mình cũng không có để cho họ đặt, mình cho họ coi mua like luôn. Đụng mẹ cũng một cục hàng gần 4 triệu đồng của tao. Trinh Nguyễn, chị ơi, đơn của em sao không ai chốt vậy? Trong cái gọi điện chúc hàng chị Trinh, em có chụp hình qua tin nhắn cho chị Trinh mà. Kiểm tra video chị Trinh Nguyễn rồi anh ơi. Kiểm tra trong tin nhắn á. Em có chúc hàng, bà Cương Tố
quá này chứ ai. Chị đâu? Chắc là đưa 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 cục hoàng nào nè. Bỏ cục hoàng Ngọc Lê này gửi lại nè. Nè con gửi lại được cái gì hết nha. Cục hoàng này của Minh Diễm này gửi lại nè. Trời ơi, 550 ngàn mà tao nói lưu lạc tao rồi, bữa giờ gần 1 tháng trời. Tuyên Thanh này kiếm được chưa? Tuyên Thanh Bạc Liêu kiếm được chưa? Tuyên Thanh Bạc Liêu kiếm được chưa? Anh em về làm xuất đẹp. Em nói với chị kỳ cục lắm. Kỳ cục cực kỳ luôn mấy chị. Ôi, chờ em chúc hạnh phúc là anh Nguyễn Thị Trúc Linh, Tây Ninh. Chị Nguyễn còn biểu đây hỏi đây nè. Nguyễn Thị chụp cho khách chưa? Nguyễn Thị Trúc Linh. Nguyễn Thị Trúc Linh chụp cho hỏi mà chọn ngón tay vô cái miêu Nguyễn Thị Trúc Linh lên. Sải hàng bom nha. Với lại sải hàng tôm cho mấy chị. Liễu Hồn. Nguyễn Thị Trúc Linh. Hàng bom 630. Má mình bị dính hai cục rồi. Đó, có một cục, má được dính hai lần. Má còn dính một cục sâu nữa. Má dính hai cục kèo mấy chị ơi. Còn 100 kg nữa chứ. Chó đẻ nè. Mới vô nhé. Nghe tên Ngọc là hết rồi. Lê Nguyễn là ai quên mất vậy? Lê Nguyễn là đến gì? Ngọc Lê hả? Con cục Ngọc Lê gửi lại nè. Ủa chị Nguyễn Thị cho ra Trúc Linh sao chị bơm cục hàng bên sắp biến yên vậy chị? Em giá nhiêu đó không? Em đéo
không có giá gì nhiều đâu anh chị. Nè, ngày hôm nay tôi sẽ cho bánh ngọt luôn nè. Rồi tí chung quần lót nè. Quần lót cũng đi bơm chúng quỷ ra trong cái đó. Quần lót tôi lấy 150 hộp về, tôi còn được có mười mấy hộp nè. Trong vòng có mấy ngày mà tôi còn có mười mấy hộp đây, tôi để dành bán quần lót đi bơm. Cảm ơn. Rồi sẽ cho mấy chị bộ đồ này. Sẽ cho mấy chị bộ này nha. Bộ này là 550 nha. Rồi tôi còn một bộ tôi sẽ cho mấy chị 300 mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu phải mê đẹp lắm. Rồi tôi sẽ cho mấy chị 300 bộ này cho đỡ sắc phong lâm. Nhưng mà bộ này nếu mà chị nào đẹp á thì còn cỡ dưới 85kg, 70-85kg. Bộ này mà mấy chị mặc là hơi bị mê luôn. Em trừ ham ngược lại cho mấy chị nha. Bộ này 90kg cũng vừa. Quần lót chị hạnh phúc là hạnh phúc là anh có. Nhưng mà một hộp á chị 60-100kg, nhưng mà một hộp là 160. Chỉ có một hộp hàng bom em bán 130 thôi. Bộ này 130, bộ này 300. Hiệu trương 300. Bộ này mà chị Hiệu Trương giờ nhìn vải không mê. Một cái em xả là em xả bánh nóng với chị. Đây nè. Bộ này 550, sale cho mấy chị còn 420 ngàn. Trời ơi, chửi mà nghe thích mà nghe ô tậu em. Nghe ô đừng để em chửi riết mà em lớn không nổi luôn á. Không có trừ heo đâu. Không có trừ heo đâu bà Huế Võ. Bà chị mấy chị coi nè. Bộ 550 của em là giờ sale 420 nè. Đẹp không mấy chị? Trời ơi đẹp mê mỏng luôn mấy chị nè. 420 ngàn bộ này. Bộ này chị nào dưới 90kg cũng vừa nha. 75-90kg. Trời ơi coi nè mấy chị. Chị nào nhịn nhịn 1-2kg vẫn ok. Mấy chị coi bộ đồ người ta nè. Mấy chị coi giùm em bộ đồ của người ta nè. Vừa thì hạnh phúc là anh. Hạnh phúc là anh nè. 160 ngàn hạnh phúc là anh. Bơm cục đâu có nhiêu đâu. Bơm cục gần có 4 triệu đồng mà toàn bộ thể thao cao cấp không mà chị Châu Lu nè. 420 bán lò được làm con mấy chị bạc bạc, bán lưỡi cũng làm con mấy chị luôn. Mấy chị muốn cái bộ 300 chờ chút, trong này em còn 2-3 bộ nè. Chị Thiệu rút xuống rồi vô chị Thiệu ơi. 420 của chị Châu Lu. Em mà em tức một cái là bữa đó hàng em không có bán, mỗi bộ nó có một mẫu chứ sao. Mấy bộ bán cháu đẹp cực kỳ chị. Đây coi giùm em bộ tay dài nè, bộ này dưới 90kg nè. Mấy chị coi giùm em bộ tay dài kéo ra. Có một cái bộ hoa xanh giống như bộ đầu tiên chốt đó. Đây nè. Mấy chị coi nè. Mà bà nói chê lắm nè. Ngày hôm đó em không có hàng này em bán mấy chị. Em có hàng bán em không tức, mà em không có hàng bán mà nó bom em mới tức. Bộ này số 5 nè. Hương Mùi lấy bộ này đi. 420 Hương Mùi. Hương Mùi bộ này 420 nè. 420 của Hương Mùi. Bộ này kéo không? Bộ này người ta gọi là bộ mượn.
năm ít nha. Bộ mùa này size năm ít không cỡ dưới 88 kg. Trời ơi, qua bộ mùa nè, anh hộp phía sau là quần lót hả chị Lương Nguyên. Qua bộ nè, mà em nói thì mấy chị mấy bộ này hả, mấy chị cầm vô với mấy chị xin sụp xỉu liền, xin sụp xỉu liền. Ngựa của trời chanh 420, ngựa của trời chanh 420. Bốn biết thêm mấy bộ này là 550, em bị hàng qua bên xe 420 thì xấu kệ em. Để em coi một bộ này nè mấy chị, bộ này 5 ít luôn. Chị nào lấy bộ này chốt giùm em, chốt giùm em bộ đá đen đá xanh, chốt giùm em bộ đá xanh nha. Chị nào chốt bộ đá xanh, chốt giùm em bộ đá xanh. Bộ này 5 ít là không khỏi dưới 90 kg, là 75 đến 90 kg. Bộ này áo với quần đẹp lắm mấy chị. Bộ này em nói với mấy chị là áo với quần cực kỳ và cực kỳ tuyệt vời và đẹp. Chốt giùm em là bộ đá xanh. Rồi các bộ đá xanh nhìn nhận, đưa ra kia cho mấy con bảo cũng được. Cái ốm lại rồi. Mấy cái này đó, cái mấy cái này đó, bộ này nó không có bốn quý chị. Cái sầu bộ đỏ mấy chị. Mai mốt kêu họ phòng trước khách quen á chị. Đá xanh của Phương Thảo Nguyên nè. Hiếu võ lấy bộ này nè. Hiếu võ lấy giùm gia chị bộ này nè. Bộ này Hiếu võ ok nè. Hiếu võ lấy bộ này là ok lắm luôn á Hiếu võ, thiệt lòng. Bộ đá xanh của Tâm Hồn Hiếu võ lấy bộ này nè, 420 của Hiếu võ Phú Nguyên nè. Từ đây em có bỏ lên đây lấy bộ đá xanh cho Tâm. Lấy cái bộ của chị Hai Mi Nguyễn ra chưa? Đâu? Rồi đưa qua cho Tâm Hồn. Lấy bộ đá xanh của Hai Mi Nguyễn. Đừng nói nữa, chị cứ tự kết hợp vô đi. Rồi đưa qua cho chị Tâm Hồn. Chị Tâm Nguyễn chờ em một chút xíu nha chị. Chờ em chút xíu em lên xong cái hàng bên cái rồi em quất qua chị nha. Em quất qua chị liền. Hai cái con vùng tay 200 ngàn. Bây giờ tôi xe cho mấy chị 150 ngàn là mấy chị giật liền không? Cho ở trường thấy mẹ luôn. Tôi cho ở trường thấy mẹ luôn. Đi kiếm cái quần tay nào mà dưới 95 kg. Đi kiếm cái quần tay nào mà từ 80 đến 95 kg. Đi kiếm đây. Đi kiếm đây có nè. Qua quần tay nhà tôi nè đó, thấy chưa? Đính đá full nè. Rồi chốt cho em 150 quần tay 77-78 kg tới 95 kg. Cũng vừa quần tay 150 ngàn sale. Hai quần này của Phương Thảo sợ bị hơi rộng. Rồi chà chanh một quần nè. Chà chanh một quần. Dạ anh con em xả ra cho khách luôn rồi chị My. Đóng quần. Quần tay của Tô Thiến Ngân nè. 150 của Tô Thiến Ngân. 150 của Tô Thiến Ngân. Hôm nay em về đầm thằng xúc cực kỳ. Hôm nay là em nói thiệt với chị My là hôm nay mà chị không chốt cho mẹ chị em làm con chị luôn. Chị nói thiệt. Hôm nay mà không chốt cho. Có hàng ra bữa chị chọn vô. Không có lấy đâu Phương Thảo. Cái nào lấy được là em lấy chị liền. Không lấy được là em sẽ không có lấy chị. Không có lấy được là em không có lấy. Em có một bộ đây nè mấy chị. Em có một bộ bảy sắc cầu vồng nè. Hơi bị xinh. Rồi bộ này còn xin nha mấy chị 420 luôn. Bộ này size nhiêu ít? Bộ này size 4 ít nè. Size 4 ít là còn gọi dưới 82-83 kg. Bộ tay cắt lấy rồi. Nè mấy chị coi vải nè. Mấy chị coi giùm em vải hàng xuất nè. Chốt giùm em là bộ Aliki. Chốt giùm em bộ Aliki. Bộ này dưới 85-87 kg chưa. Bộ này là dưới 85-87 kg chưa. Chốt giùm em Aliki. Bộ Aliki xe với chị 420 luôn Aliki. Bộ Aliki còn size 4 inch và size 5 inch. Hai bộ. Rồi sẵn sale luôn 420 cho mấy chị được cho hết hàng.